Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ hạ độc trên 3.400 cây thông của công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 bị cáo tổng cộng hơn 32 năm tù. Theo kết luận của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các bị cáo Bạch Đình Kế và Nguyễn Quốc Huy đã thuê bị cáo Ngô Văn Diệm đầu độc những cây thông gần 20 năm tuổi trên toàn bộ diện tích 10,1 hectare với tổng giá trị tài sản trên 760 triệu đồng. Một số bị cáo khác bị tuyên phạt về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Kết quả, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 bị cáo có liên quan với các mức án từ 15 tháng đến 6 năm tù. Tháng 4 năm 2019, công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai phát hiện hàng ngàn cây thông do đơn vị trồng bị đỏ lá và bắt đầu chết khô. Qua kiểm tra, chủ rừng xác định có hơn 3.400 cây thông bị kẻ gian dùng khoan điện khoan vào gốc, bơm hóa chất diệt cỏ và bắt đầu chết mà không thể cứu chữa.